Dạ. Đây đình Trám Vĩnh Yên với nha nhá. Đình Trám Vĩnh Yên nha các bạn. Vĩnh Yên nha, để dạ. Đúng ở đâu đây? Dạ cháu Đồng Nai. À tán Đồng Nai thôi. Dạ. Gửi dân dạ. Chị em anh em Đồng Nai nhá và dạ. Đình Trám Vĩnh Yên. Có cô bán bánh đa có một câu về rất là hay nha các bạn. Là bánh đa kế trong thế mà ngon, vừa béo vừa giòn, trông như tóc mỡ. Đó là một câu về của bài về bánh đa kế. Nhưng hiện giờ mình đang cầm bánh đa là bánh đa Thổ Hà. Chào các bạn, hiện giờ mình đang ở trong làng Dục Quang, ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nha các bạn. Đây, sau mình đây là một ngôi chùa đang xây dựng đây ở làng Dục Quang đây. Đây. Ở trong đây là người dân sinh sống rất là nhiều nha các bạn. Đây. Bên đối đằng trước chùa là có một cái ao nước rất là lớn. Ao nước đây được xây bằng những bức tường rất là đẹp và hai bên đều có con đường dẫn vào được lắp bằng gạch men nha các bạn. Đây. Xung quanh rất là đẹp. Đây, đằng trước đình chùa là ao nước. Đây là một là trong những ngôi làng tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang nha các bạn. Ở khu vực miền Bắc này, những ngôi làng đều có những ngôi đình chùa và những ao nước đằng trước. Đấy, khung cảnh đây rất là đẹp. Hôm nay là ngày rét đậm rét hại của miền Bắc nha các bạn. Là hôm nay là ngày thứ hai rồi. Đây, hôm nay là vào chủ nhật. Đấy, hôm nay chủ nhật nên không khí se lạnh. Thời tiết sáng nay ở trên đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn là nhiệt độ là một xuống đến tận 1 độ C. Nhưng mà đến chiều nay là nhiệt độ Mẫu Sơn ở huyện Lộc Bình là 11 độ C rồi. Nhưng mà ở đây là ở Bắc Giang á, thì nhiệt độ được 13-14 độ C, còn cao hơn ở khu vực Lạng Sơn. Đấy các bạn thấy không? Đây, xung quanh đây là khu vực đình chùa, ao nước rất là đẹp, bầu trời thì rất là trong xanh. Nhưng mà thời tiết thì khá là lạnh. Đấy, cái lạnh của miền Bắc. Lạnh xe xe, lạnh mà cái như là tay mình nó rét cống luôn. Theo mình biết là khu vực này á, là làng Dục Quang này á, là một trong những ngôi làng rất là lâu đời rồi, ở tỉnh Bắc Giang rồi. Rất là lâu năm. Ở đây theo thông tin mình biết được những dấu tích như người dân ghi lại trên cái bức tường đây này. Đây này nha các bạn. Đây là chùa xây dựng vào năm 1200. Đấy. Còn đình được xây dựng vào năm 1600. Rồi đến năm 1947 là phục hồi nha các bạn. Đây. Vào năm 2011 ao được xây dựng. Đến năm 2018 8 đường điện xây dựng. Đấy. Và đường điện gần đây là xây dựng vào năm 1990. Đấy. Nó hơi ngược tí nha các bạn. Còn sân bóng á, được xây vào năm 2018. Một chút mình sẽ cho các bạn thấy sân bóng nha. Đây. Còn nhà văn hóa thì xây năm 2014. Còn nhà thi đấu xây dựng 2019. Rồi 2016 xây dựng đường chùa. Đấy, đường chùa Thế Nho do Ngô Văn Cảnh tháng 9 năm 2021. Đấy. Các bạn thấy không? Người miền Bắc thường giữ lịch sử lâu đời, rất là lâu đời về văn hóa. Đấy, ở ngoài miền Bắc là người dân đây có rất là lịch sử, rất là lâu đời về văn hóa và nhiều truyền thống tốt đẹp nha các bạn. Nào là đình chùa làng đây này, hiện giờ vẫn đang xây dựng rất là đẹp, kết hợp giữa cái cũ và cái mới. Đây, những cái bảo tồn những cái truyền thống tốt đẹp và những kiến trúc độc đáo nha các bạn. Đây là những cái ao hồ, tuy được xây dựng rất là mới nhưng mà nó vẫn mang một vẻ kiến trúc rất là đẹp. Đây các bạn thấy không, một dãy đây là giống như búp sen ấy, rất là đẹp. Đây bên cạnh mình đây là một cái sân bóng đá. Đấy, như mình nói là sân bóng đá cũng xây là khu vực trung tâm của làng luôn. Đây là khu vực làng Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đấy, rất là đẹp.
Đây là cuộc sống của người miền Bắc. Mình thì ở miền Nam nhưng mà ra đây mình rất là thích không khí ở ngoài đây. Đấy, khá là mát mẻ. Hiện nay thời tiết cũng rất là lạnh nha. Ngôi chùa vẫn đang trong quá trình xây dựng nha các bạn. Chưa hoàn tất được. Đây, nó mang một cái kiến trúc độc đáo. Đấy, hai bên đằng trước chùa là một cái lư hương rất là to và hai cái đỉnh tháp đèn. Đấy, ở giữa là hai con kỳ lân rồng trống đằng trước cửa. Và hai bên là hai con sư tử rất là lớn nha các bạn. Đây, hai sư tử đá. Đấy, các bạn thấy không? Tử đá. Đấy. Đây, hiện giờ mình đang đi ngoài đường gặp rất nhiều cô bán bánh đa. Đình Cám thì như nha các bạn. Đình Cám thì như nha, để đúng ở đâu đây? Dạ cháu Đồng Nai. Ở tỉnh Đồng Nai thôi. Dạ. Gửi dân dạ. Chị em anh em Đồng Nai nhá và dạ. Đình Cám thì như nha. Giờ mình đây cô bán rất là nhiều bánh đa nha các bạn. Bánh đa này là bánh đa gì coi nhỉ? Bánh đa Thổ Hà. Bánh đa kế là trông thế mà ngon, vừa béo vừa giòn, ăn ngon tóc mỡ, nổi tiếng Hóa Giang đấy. Có câu thơ hay thế. Cái này là bánh đa Thổ Hà. Đây là bánh đa kế này. Bánh đa kế là nhiều mè và vừng đấy cô hả? Nhiều lạc nữa. Wow, đẹp quá ha. Rất đẹp, rất ngon. Rất ngon. Còn bánh đa Thọ Hà lại Việt Yên là có lạc nè, với lại mè rất là đẹp. Lấy cháu một cái dưa. Dưa nữa hả cô? Dạ, lấy cháu một cái Thọ Hà. Dạ. À còn bánh đa này là bánh đa gì đây cô? À nó loại có loại vuông được cô hả? Dạ. Cô bán ở đây bao nhiêu năm rồi cô? Cô mới bán được 5 thôi. Còn 5 hả? Dạ. Còn bán nhiều rồi. Vâng. Dạ. Có cô bán bánh đa có một câu về rất là hay nha các bạn, là bánh đa kế trong thế mà ngon, vừa béo vừa giòn, rong như tóc mỡ. Đó là một câu về của bài về bánh đa kế. Nhưng hiện giờ mình đang cầm bánh đa là bánh đa Thổ Hà. Bánh đa Thổ là sản xuất ở làng Thổ Hà. Hôm sau mình sẽ mua thêm bánh đa kế và ăn nha các bạn, bởi vì một mình ăn không hết đường bánh đa này, rất là to và giòn nữa. Chào các bạn nha, hiện giờ mình đang tại trung tâm thị trấn Quýt Động, cũng là trung tâm của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nha các bạn. Đây, ở ngay đằng sau mình đây là hai tòa nhà trung tâm rất là đẹp nha các bạn. Đấy, buổi sáng và hình ảnh của tòa nhà và cái bóng dưới mặt hồ rất là đẹp nha các bạn. Đấy, cái bóng phản chiếu dưới mặt hồ quá là tuyệt vời. Đấy. Đây là khu vực trung tâm thị trấn Quýt Động của huyện Việt Yên. Đây, ở đây là một cái hồ trung tâm luôn. Giữa cái hồ là có một cái tháp đồng hồ nha các bạn. Đây, tháp đồng hồ đây các bạn thấy không? Đây. Đây, tháp đồng hồ ngay giữa đấy. Tháp đồng hồ hiện giờ đang chỉ điểm là 4 giờ chiều. Đấy. Giờ rất là chính xác nha các bạn. Ở giữa hồ có một tháp đồng hồ. Đây, xa xa là một cái khách sạn. Đây là khách sạn Thiên Ôn nha các bạn, khách sạn rất là đẹp. Đây. Và là vào trung tâm quảng trường một chút, mình sẽ đến trung tâm quảng trường xem như thế nào. Đấy. Vào ban đêm là có đèn sáng này nha các bạn, rất là rực rỡ và đẹp nữa. Chạy dọc từ trên xuống dưới luôn. Đèn rất là đẹp. Đây, sau lưng mình là quảng trường trung tâm thị trấn Việt Yên nha các bạn. Đấy. Rất là đẹp. Đây,
đằng sau xa xa là khách sạn Thiên Ân nha các bạn. Đấy, màu xanh rực rỡ giữa bầu trời luôn. Và một đằng trước là một cái tượng đài Tổ quốc ghi công cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xả thân vì nước nha các bạn. Đấy, ở đây có rất là nhiều bạn trẻ đang chụp ảnh check-in khu vực này. Đây, ở đây là một quảng trường trung tâm của thị trấn Bích Động và của huyện Việt Yên. Đấy. Ở đây người dân cũng kinh doanh buôn bán ăn uống vui chơi đây rất là nhộn nhịp, có thể về đêm rất là nhiều người ra đây đi dạo và chơi những trò chơi cho trẻ em. Giờ mình đang đi dưới tượng đài Tổ quốc ghi công ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên nha các bạn. Đấy. Giờ mình sẽ đi xem khách sạn Thiên Ân này như thế nào. Nhìn hình ảnh rất là đẹp các bạn. Đấy, mọi người nổi bật giữa khu vực này luôn. Đấy, tầm nhìn ra quảng trường luôn, khách sạn có một vị trí rất là đắc địa. Đấy, có thể tiền rất là nhiều mới được như thế này. Đấy. Trời ơi, quá là phát triển cho tỉnh Bắc Giang. Giữa trung tâm quảng trường có đài phun nước nữa nha các bạn. Nhưng mà hiện giờ chắc giờ nó chưa hoạt động đâu, chắc nó có thể hoạt động về đêm thôi. Cái đài phun nước vào đây có thể là ướt hết. Đấy. Cái này chắc có thể đã hư hỏng rồi nên chưa hoạt động. Đấy, có đài phun nước luôn. Có thể nước lấy từ hồ dưới đây. Đây, đây là khách sạn Thiên Ân. Ui, rất là đẹp. Đấy. Nổi bật giữa màu xanh, vàng và đen. Đấy, rất là huyền bí. Đây. Mình sẽ chụp ảnh check-in vài tấm với khách sạn rất là tuyệt vời này nha các bạn. Chứ mình không có thuê được khách sạn và nghỉ ngơi ở đây được. Đấy. Đây, rất là đẹp. Đẹp quá đẹp. Đây. Đây, cảnh quan xung quanh mình đấy. Đây là quảng trường trung tâm thị trấn Bích Động ở huyện Việt Yên. Vài tháng nữa thôi là huyện Việt Yên này sẽ lên thị xã Việt Yên nha các bạn. Theo thông tin từ tình báo từ mọi người dân xung quanh đây, từ cô bán bánh tráng đến chú sửa xe đấy. Từ mấy chú uống trà đá vỉa hè nữa đấy. Nhưng mà hiện nay mùa đông mọi người sẽ uống trà nóng thôi nha các bạn.